tìm số tự nhiên x biết cái phương trình chứng x trừ 2 mũ 3 tất cả chia cho 5 bằng 2, bắt đầu bấm y chang nè, bắt đầu bấm mở ngoặc, bấm mở ngoặc đi, mở ngoặc chưa, chứng muốn bấm chữ x nè đúng không, thì bấm thêm cái phím màu đỏ, thấy cái chữ x màu đỏ không, thấy cái chữ x màu đỏ không, đây nè, đây nè, đúng em màu đỏ không, thì bấm thêm phím alpha, bấm đi, rồi bấm phím này, phím này, bấm chưa, bấm một lần thôi, bấm gì hai lần như vậy, tiếp tục trừ hai đâu mũ ba, đóng ngoặc vô, đóng xuống dòng rồi mới đóng ngoặc, chia năm chưa, rồi bấm ship, rồi bấm phím bằng đâu, ơi chết rồi, không phải bấm ship, bấm phím alpha nè, dấu bằng là dấu màu đỏ đấy không, alpha bằng, rồi số mấy, số 2, sau đó bấm ship, son, bằng, ra máy, ra máy, ra máy, 2, kiểm tra có đúng chưa, kịp chưa.